đây cũng là câu đố hỏi chi nhiều quá chị. Đi đi. Được rồi, ngày hôm nay tôi phải mở ra được câu đố này. Làm gì đó hả? Đúng là lót tiền à? Muốn chết hay sao? Muốn trèo cổ cũng không còn phải treo đây mà. Đừng có xuống đó chết người đó. Đừng mà đừng có chơi mà. Này, cẩn thận. Lấy chồng. Kéo lên đi, nhanh lên. Lý Sơn té xuống dưới rồi. Đó. Chết rồi, mà kéo đi lên đi. Hả? Tiêu. Lý Sơn. Lý Sơn. Là lỗi tại tôi, đã hại cậu. Lỗi tại tôi. Để ra. Tại tôi. Bộ lòng tôi mẹ phủ ra. Ông chơi chung mệt sĩ ta. May cả chưa chết. Lý Sơn, xin lỗi. Đi lỗi cái. Tế sĩ đó. Lẽ ra người tế sĩ không phải là cậu mà là tôi. Nói gì sao được? Chúng ta còn có chuyện gì phải làm. Tôi không phải nói anh nhà Lý Sơn. Thôi bây giờ, tôi hy vọng rằng anh thành gia phú quý. Làm gì? Đi tìm Lý Sơn. Lý Sơn. Lần này nó có lỗi với người nữa rồi Lý Sơn. Đi, đi đâu? Đi tìm Lý Sơn. Lúc nào nói rồi thì phải xuống dưới đó tìm. Đi lên đây rồi. Không chừng y còn lên thì sao? Bây giờ không chừng tới đáy rồi. Tôi bị điên rồi sao? Ở đây sâu lắm đó, là người mà. Đi nhanh lên. Không biết Lý Sơn tới xuống đây mà chết rồi. Chắc chắn là buồn lắm đó. Khỏi đó, rồi làm sao? Đừng nói chuyện nghe. Vì thế là sau này mình không có nhắm ngẩn đâu là làm người rồi. Chỉ theo căn bản thì đây quả thật là một câu đố. Phải rồi. Thôi đi, đi tìm Lý Sơn trước. Bà bị tấm kế chạy là thượng sách. Ui, tản xương rồi. Đi 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 đi. Đừng có lại đây nha. Đi đi đi. Đi đi đi. Ta gầy lắm. Chẳng có gì ngon đâu. Chả biết chọt không hả? Lại cũng không phải. Nhảy hả? Thích thiệt hả? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Thích thiệt, thích thiệt. Chạy quá, biết lòng mèo đó hả? Hay thiệt. Ê, đừng kéo, đừng kéo mà. Đừng mà, sẽ kéo mạnh quá mà. Đừng, 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 đừng. Nhiên nhiên, đi tụi bé bỏ chạy. Anh ơi, sao người cục người ta lại gì? Tôi tham gia kỳ marathon. Đi đi rồi tự nhiên tôi gặp cái sân nhai và bị té xuống. Không biết tại sao cục đá đã đụng tôi té xuống như đây. May là có mấy cái sợi dây thừng này. Còn chúng tôi không chết. Tôi không biết tại sao tôi lại gặp cô nữa. Cẩn thận nhé. Đó là Quy Quy, là con của anh. Quy Quy, Quy Quy, còn là cha Quy là Trang Trang, còn bên kia là Linh Linh, sắp 2 tuổi rồi. Gia đình chúng tôi gồm 5 người. Nhà cô thì nuôi gấu mèo, nhà của tôi là anh nuôi gấu cọp.
数都数唔晒。rồi cả số đếm không hết đâu. Nè, đây là nhà tôi. Đây là nhà tôi. Ô, đẹp à? Đẹp quá hả? Trân Trân à, có hàng này rồi. Trân Trân à, có khách tới rồi, không chào hỏi. Xin chào nhé bạn. Lễ sở, ngồi đi. Yên quay. Anh ngoan, ngồi đi. Sao rồi, có sao không vậy? Không sao, may là mông của tôi thịt vậy. Quy Quy à, ui hư quá, xin lỗi nha. Xin xin đi à. Cẩn thận đó. Chào á. Cô là Yên Yên này quay. Chỉ có anh là ngoan nhất. Nghe thế à? Đâu tôi xem nào. Cái thương của anh cũng không nặng lắm, nhưng mà chảy quá nhiều máu. Hay là chị đi, tối nay cứ nghỉ đây một đêm, sáng ngày mai tôi sẽ đưa anh đi tìm các đội của anh. Cô tốt quá, hôm nào cô đến châu Phi à, tôi mời cô ăn chiếc chiếc ngon lắm đó. Tôi không hiểu nổi, có lộn không vậy? Sao rồi, có tin tức gì không? Họ nói rằng yên tâm đi, cuộc thi này có đội bảo an, quốc an của chúng tôi cũng có cảnh sát ở trong khu vực chúng tôi quản lý. Đừng nói là mấy trăm vận động viên, cho dù bắt cóc buôn lậu, giết người phóng hỏa, thậm chí là trong mafia thì cũng nằm trong bàn tay của họ. Nếu người sống không tìm thấy được thì chết cũng mới tìm được cái xác. Vậy làm sao? Tìm người đi lũng xương. Vậy làm sao đi tìm họ đây? Họ nói đã đưa những cái đội chó săn tình oai phong nhất ở trong nước này đi tìm rồi. Trời trời, đội chó này hả? Phải đó. Họ nói đây là đội liên hiệp quốc từ phơi thường. Thôi đừng cho cái đó, chúng ta tự tìm đi. Ở đây chúng tôi ăn những thứ này thôi, có biết anh có quen không? Tôi thích ăn những thứ này. Ê, xin phạm à. Đây ăn cơm đi, ngoan nhé. Mau ngoan đi. Quay Quay, không có được vô phép. Đâu có khách mà sao đi giật vậy? Người muốn ăn nói cho ta nghe, không cần phải giành đâu, làm giúp mình à. Quay quay, người hương như thế chưa đủ hay sao? Mau ngồi xuống đằng ngoài chưa? Quay quay, quay quay, quay quay. Xin lỗi nha, xin đừng trách nó. Tôi giỏi nhất là dạy mấy đứa hư, để tôi dạy giùm cho. Thôi thôi thôi, có đồ ăn rồi đây này. Ăn đi ăn đi. Ngoan nha. Muốn ăn thì nói cho tôi nghe, tôi sẽ cho người ăn mà. Phải không? Quan trọng nhất là phải ngoan biết chưa. Không ngờ hai người họ lại hợp nhau quá hả? Anh ngủ đi. Ăn no rồi đi ngủ, không được hơn nữa biết chưa? Phân à, ngủ đi. Chúng ta còn chủ đấy. Sao ồn ào thế nhỉ? Ô ha, sài quá rồi, xịt chỗ chán mà. Ào, em quỳ đang ở đây ăn sáng hả? Sao không báo cho tôi biết gì? Các người có kim tử không? Trời, đừng có lo chơi nữa mà, trả lời tôi đi chứ. Cô nói là hôm nay giúp tôi tìm các bạn của tôi mà. Cái trang hiếp tôi hả? Đó mà. Xin lỗi nha, tôi không ngờ nó bắn tiếp chậm như thế. Thôi đủ rồi, đừng có chơi nữa mà. Các người hả? Phá cái chỗ ở của Kim Chi như vậy là không có tốt đâu. Tôi giấu hết cái bàn này mới được. Phải luôn tuần bắt tôi phải dọn dẹp thiệt là chẳng có làm sao cả. Đám nữa Kim Chi về tới nơi hả là các người chết. Trời ơi, hãy tôi hả? Lại còn cười nữa à? Phải chọn một bài hát mới được. Xin lỗi nha, tôi nhầm lẫn thôi. Tôi không đánh bạn đâu, tôi chỉ muốn cho họ một bài học thôi. Trời trời, nói mãi không nghe tôi không. Nghịch quá, tao không sợ đâu. Chết
chết rồi, làm lộn xộn hết rồi. Thì không được, phải nhập banh lại mới được. Thôi mà đừng có chùa thế mà. Tương má. Chắc là làm gì vậy? Trời ơi, làm cái mặt mày của tôi dính thế này rồi. Đừng có làm bộ nữa. Quét sạch sẽ nhà cửa biết chưa? Xin lỗi nha. Đi chứ, tôi không phải là tại tôi đâu. Hay là để tôi đưa anh ra đi tìm các bạn của anh, để anh tiếp tục tham gia thi đấu marathon được không? Coi đó kìa. Tôi cũng được vậy. Hay quá ta. Trời, đừng có đạp xe của tôi mà. Cẩn thận đó. Lịch sô kìa. Ở đâu? Bên đó đó. Tôi thấy đâu? Sương mù che rồi. Thôi đại ca đừng có đùa tôi nữa. Trời ơi, có lộn không vậy? Đừng ôm thiệt mà, tôi nhìn thấy thiệt là Lịch Sô đó. Biết quảng cảnh này thế nào không? Tôi nhìn thấy Lịch Sô thiệt mà. Có muốn đánh nhau không hả? Chứ còn gì nữa. Lịch Sô xin lỗi nha Lịch Sô. Hai bạn như vậy Lịch Sô. Xin lỗi nha. Lẽ ra tôi không có nên đi giải câu đố này. Tôi biết tôi có lỗi rồi. Tôi sẽ đưa anh về trong phi để chôn cất anh. Chuyện gì vậy? Sắc khô. Ừ, nặng quá vậy. Sắc khô mà. Ê, chơi. Quỷ bắt giò. Niệm kinh đi. Niệm kinh gì? Tôi đâu có biết đâu. Đừng nắm chân tôi. Gấu mèo. Đừng sợ. Lịch Sô. Ta lâu không gặp rồi. Đánh tôi đi. Trời sớm bạn của chị Lịch Sô. Ôi may quá. Thì ra là bạn đó hả? Gặp lại bạn thì được tốt quá đi. Anh không khỏe hả? Tên tôi là Kim Tử. Xin lỗi nha. Ôi, tôi yêu nàng rồi. Trời, có biết biến đâu rồi. Cũng tại cô không à. Chẳng gì có phải để một người ở lại đâu chờ tin tức chứ. Vậy làm sao bây giờ đây? Tìm đi, đường lớn mà. Được rồi, dừng đi. Làm gì vậy? Xuống xe đi, nữa nhiều nữa xuống xe đi. Đi đâu? Đi đường nhỏ. Không biết làm trò gì nữa. Đường lớn không đi, đi đường nhỏ. Ngọc quá, không dùng đồ ốc sao được. Đi đường nhỏ, đường nhỏ sẽ nhanh hơn nhiều. Này, anh Mập à, đường nhỏ đi bằng chân, đường xe lớn thì đi bằng xe. Đường đi thế nào? À đúng là ngồi xe hay hơn. Ê, này. Anh Mập à, xe đằng kia kìa, chẳng nó đi. Ê, dừng lại. Đi lấy mất hết đồ của mình rồi. Phải. Lương thực mất, xe cũng mất. Bị dành vui chưa? Thư giãn chút, khỏi mang. Tôi bị dành giọng có súng. À, đúng rồi, đi săn cũng tốt. Không phải đâu à, bắn chết anh cho rồi đó. Cô chỉ tới đi thẳng đường này. Cứ đi thẳng hoài. Ra khỏi cánh rừng lớn bên kia thì sẽ nhìn thấy con đường thi marathon. Cảm ơn nhé, tạm biệt.
拜。等我啊，我翻嚟揾你。就对啦，对小贵嚟点高啦。行啦，中途站咗，多谢你翻嚟做我伴侣。我要你讲要嘅嘢咁多，合光头，拜拜，拜拜，拜拜。做咩咕咕声啊？什么烂嘢？走咗，好挂住佢哋咧。慢啲再报翻下。翻嚟探我哋噶。可唔可扭女可食得吸引嘛？行起上嚟，我有扭下扭下。就你得我甩奶嘢，你再住。唔好再嘈啦，我咁样。你按女，明公到我哋沙下度。My darling panda。哎，公哎，狗咩哦，公姑爸。阿南，阿南，你做咩啊？小姐，阿南。玲玲，今日做乜狗命嗰套嘢打得噶？咩事啊？注意啦，咪你老有金子把声咯，狗命咯，嗱个剑队咯，剑队吓，打落整落嚟，大姐出大嘅啦，放开我啊！打得咋？妈妈，哎，你搞错个刀子，阿鲁总，但是不用，有奖励。马来马来，喂，停手喂，喂做咩啊？喂，喂喂，佢光天白日之下求娶民女，嗯，条女嘛，人哋把剑，你哋打得几多件啊？我冇谂住打，朋友嚟噶嘛，大家朋友嘛，今日太阳好猛啊！得得得，唔知不过大笨猪佬呢？要问个爱字，样样都嫌瓜，可唔可以养？养啊，养啊，弟弟乜个仲卵，仲点接得受？做得啦好啦，哎呀，原来系老虎啊！睇出啦好啊，được được được lắm đó。大姐帮你，你唔使劳碌。得được rồi, để tôi cứ tôi giúp anh đó thì không cần phải lo. Được rồi, thật phiền quá, không sao, chúng ta là bạn, tôi không có tiền, chúng ta là bạn thân mà. Dưới chặt, dưới chặt. Ôi, cô hổ chạy mau. Có cả voi nữa, chết rồi. Không phải là tên tôi đâu, đừng bắt tôi thôi. Tôi nhớ rồi rồi, đừng 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 mau. Tôi cứ chui lên mà. Giỏi lắm. Thế giới, có người xúc phạm tôi. Ah!
咬死你！咬你唔死，掟死你！梗系咁啫，舐住你啫，仲炸死？顶住，顶住，哎呀，唔好摇啊，唔好摇啊，顶甩顶甩嘛，顶住啊，顶甩嘛，走地咯，走地咯，即系我咧，即系我咧，即系甩到俾个池你摆红酒，即系我咧。哎哎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 哎哇哎哎没事没事顶得住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 顶得喂唔好啊！喂，快停啊！快停啊！喂，唔好啊！停啊！停啊！停啊！喂！停啲！停啲！停嘛！哎呀！大镬全胜咯！仲忙咩啊？快啲上车走啦！林二，把你先解开。哇！原来呢度仲有三条幽，力水你行开，等我来。黄飞鸿，大圣黄飞鸿，三个一齐来咯，唔使谂。把佢咁捻啲，同佢先起头啦，木捻啲，捻。我揾佢。还哥还哥还土等等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 等谢谢了好贵仔我是贵公辛苦了我走先了感恩你了你吃骨材带你出去谢谢你兄弟感恩你了特别特别吉棒我会有期了听日咁靓样，知得，心在，感恩，隔眼嚟个狗，đúng là tốt quá, cảm kích vô cùng. Này cậu cũng tốt không? Chúng ta cùng nhau đưa con mèo đi đi. À, tìm được rồi, tìm được rồi. Được rồi, chị ta, đi xuống xe, chỗ cô ta, lên xe đi. Chị qua để tôi lái cho. Anh biết lái à? Đương nhiên là biết rồi. Ngồi đàng hoàng nha, tôi lái đàng hoàng đó. Nhanh thì chỗ ít thôi, an toàn là đầu tiên. Chạy đi. Trời đừng có lùi lại. Sao hả? Để thử coi xe có giống nhít không đã. Không giống nhít đâu có được. Đừng có lùi lại. Đừng đừng đừng. Cẩn thận cẩn thận. Dừng xe dừng xe. Làm tôi quá thòng quá. Chỉ lùi lại các bạn. Trời ơi kỹ thuật này giỏi lắm đó. Đi ông có biết lái đâu để tôi. Hay chứ. Nhìn đi nha.
Số 3. Ê, coi chừng, coi chừng, đừng chạy nhanh quá mà. Ông mập đó đánh tôi một phát cực mạnh, thế là tôi ngất luôn. Tôi đụng vô cái gốc cây, bốn cái chân á, giơ lên trên trời với thầy. May là tôi gặp lại á, đồng hương của tôi. Đó là Tinh Tinh Chita. Tôi nói tôi khát nước quá, y nhìn thấy tôi á hả? Y là thế này nè, anh em của y hả? Bay tới, mang nước cho tôi uống. Y còn kêu con chó nhỏ đi lấy thùng nước đến nữa chứ. Thì con chó nhỏ quô quô vài tiếng. Thì nào là gấu đen nè, hổ nè, voi điều tra hết. Y nói như vậy. Y nói Maradona đang hẹn hò với lại Kentucky đó. Cái gì? Không hiểu. Nói từ nãy giờ thì ra bạn gái của y là Tinh Tinh. Nên anh bị ớn máu. Máu không ớn sao được để làm gì? Thế là tôi chiến thắng. Chị ta lúc đó lại hét lên. Thế là lái xe đưa tôi và anh về đây. Hay quá, hay quá. Lịch sử gia đình của anh thật là oai phong quá. Phải đó, anh thật là có khả năng tưởng tượng quá nhỉ. Voi thì vẫn tin. Sao anh cũng nói cha của anh là Lê Minh, mẹ là Vương Tinh đi. Anh Mập ơi, trái này trái gì vậy? Trái gì, có ăn này ăn đi. Ăn một hồi sao cái bụng nôn quá. Thế thì phải ăn nhiều. Nếu không mà muốn nôn cũng chẳng cái gì để mà nôn đó. Phụ nữ có ăn mà cười. Không phải đâu. Tôi thấy mặt anh ăn đồ giống như con lợn vậy đó. Cái gì? Tôi còn cảm thấy đúng là tôi ăn đồ hơi giống con lợn thiệt. Miếng suối quá hả? Không phải. Ít khi đánh trà. Nó mấy chục lần, bây giờ lộn ruột rồi. Còn tôi thì tào tháo ruột mấy chục lần cũng muốn chết đây này. Ý, anh Mập có nhìn thấy không? Bốn tướng siêu nhân hả? Người thổ đó. Thổ dân với ai thật người hả? Thì chết chắc rồi. Đại hạt chết cứng. Nhưng mà không sao, có anh ở đây mà. Anh mập quá, ăn thì ăn qua hàng trước. Ngọc quá. Bốn người ăn tôi, ăn đâu có hết. Muốn ăn cô ăn cô trước đó. Vì sao? Bình tĩnh đi. Tôi qua bên đó hỏi thăm họ chứ đã. Anh Mập hay quá hả? Anh nói cái gì với họ mà họ gật đầu ly gì? Chẳng biết đâu, nói đại vài câu thôi. Tôi phải về trả từ điểm mới được. Anh Mập ơi, dường như họ trả từ điểm xong rồi phải không? Thầy cả đừng ăn tôi đi, tôi mập quá, nhiều dầu lắm. Ăn tôi vào hả, thế nào các người cũng bị tiêu chảy đó. Chưa đâu có ngon đâu, đừng ăn. Trời, thêm lá bạc hà vô hả? Trời, ăn người kiểu vậy đó hả?
không đồng với sân châu cắn cho hoàn. Không ngờ các đời của tôi thế là tiêu rồi. Tôi chưa từng là được giải thưởng, chưa từng đi châu Âu, chưa từng để tóc dài, chưa từng kết hôn. Dù như đó, cha mẹ của tôi thế nào cũng sẽ nói này nói kia cho mà xem. Hay là tìm cách làm lại từ đầu có phải hay hơn không? Nếu như tôi được làm lại từ đầu, tôi sẽ mang giày cao gót, tôi sẽ kết hôn, tôi sẽ mặc áo cưới, tôi sẽ mặc áo cưới thật là hở vai, sinh con trai tên Handsome, con gái tên là Pretty. Anh bà còn anh? Anh thấy sao? Đương nhiên là không ăn những cái thứ trái lúc nãy đúng rồi đấy ngốc. Có ai, có ai? Người ý thử ở giữa lúc mặt trời thì hay phải không? Giữa đường chúng tôi xảy ra chút chuyện, cũng nhờ cô Kim Tử cứu chúng tôi. Hơn nữa cô ấy là thần y của khu sơn khu đây. Còn nói nữa, quý vị ăn cái trái đó có độc. Những người bạn có độc long tộc đã được quý vị đến để cho chúng tôi cứu đó. Ngâm lâu chưa được chưa? Chưa được, phải 20 phút. Như vậy mới có thể ép hết chất độc ra ngoài. Trời ơi, thêm 20 phút rồi chết chính luôn đó. Cô à, nếu mà cô đã tóc dài, thì nhất định sẽ mua cái áo cưới cho cô. Nói tới áo cưới, thì phải nói tới con trai lớn của con ai là Handsome. Không được nói. Ai gì đó? Lisa đâu? Kia, đâu? Đó. Dạ rồi mà cậu vẽ trên tường nữa, thật là giống như con nít vậy. Để tôi nói nha, đây là tâm sự của Lisa. Em bị người ta đánh nằm ở đây cho nên quyết định á. Thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, tập luyện võ công thì không sợ bị ta đánh nữa. Tối ngày cứ nghĩ đánh, đơn giản lắm. Lisa đói quá, nằm ở đây trong lòng á muốn chiên cái trứng ốc là ăn không đủ á, ăn thêm nửa cái bánh. Sai rồi. Lisa là người thổ, cô đơn nữa đêm buồn quá. Trong cái gì để giải trí, cho nên khi mà có ánh trăng một mình đi nằm ở đây, giang hai chân ra chờ người tình của y tới. Này, thế cái này là cái gì? Nồi nấu tinh tinh. Ai cha, phong thiên minh vi quang là gì? Sì đế thượng sương, cử đầu mong minh nguyệt là đi đầu sư cụ hương lực soi sư hương chứng à. Thật ra Lisa bây giờ đang nhớ quê hương thôi. Lisa cầm lấy. Thôi đừng nghi ngờ nhiều nữa, đi qua đây đi. Đúng là chỉ có anh điểm tôi nhất thôi. Người thổ mà cũng nhớ nhà nữa à? Kỳ thị thế. Người thổ không phải người sao? Người thực vật mới không phải là người đó. Người thực vật là người, chỉ là nằm đó không nhúc nhích thôi. Quý vị thì nói bậy nữa rồi. Lưu Thường Nhân mới không phải là người. Lương Nhân Nhân mới không phải là người đó. Thấy sự hy sinh vô ích của các người, tôi rất tiếc. Nhưng mà máu của các người không chảy một cách vô ích đâu. Tôi sẽ hiểu pháp tư tưởng của Mao Trạch Đông, cách mạng chưa thành công. Thì anh em phải cố gắng. Câu nói này dường như là Tôn Trung Sơn mà. Mao Trạch Đông nói Tôn Trung Sơn nghe lớn thôi. Billy, vâng ông chủ có chuyện gì? Ở trong đó đông người lắm, làm cách nào có thể trộm được cái mèo? Có cách. Chưa nghĩ ra nó có cách rồi. Nhưng mà đúng là có cách mà. Để xem các người có chịu đựng nổi ta phong cuồng hàm tiếu bà cái. Đúng là nụ cười của ông có thể hóa cốt làm cho người ta bị mê đó. Đúng rồi. Xong chưa đó? Xong rồi. Ôi cha, mỏi chân quá. Chạy máu, chạy máu. Sao rồi? Ông chủ, lần này chúng ta nhất định không thất thủ nữa đâu. Buồn quá đi à. Có người đi mau. Đây khó tìm lắm. Xin lỗi nha, lại làm việc cái gì?
阿玲玲，哥倒翻啲，咁啊，咁啊，吸个二，一二三，红灯冇，望晒八零，身边打，呢度好间矛嘅，个个都，为咗咁回正嗰啲，乜嘅？搵啲米啊？点咩咧？先来，我鸭，上边嚟影，点样脚骨嚟？为啲公安带我嚟噶，呢度好难。警察区域对面呢度，可掂关咁上次，少少女只俾两在，咁又嗰啲数，我未死，鸭对住只啦，你数，个人喺度不咁，银行人咁上次，你好想我有事咩？冇冇人嗰手啦嘛，六角度，攞幅地图俾你啊，然后咧睇到电梯在，点解搵到呢地？讲提嘅内言都冇一国啲，哎，佢嚟呢度二百里嘅啫，吉地广系浸饮台，提提吉队卡打近香运动不禁，大海转闹tập hợp lại các vận động viên, đêm qua, chuyện nào lại xuất phát? Chứ hôm nay, tôi có cơ hội, chúng ta không chỉ có cơ hội, đâu, xem nào, thấy vậy đại mà mẹ, xem cái nỗi gì, chưa biết tìm được đường tắt, để tôi giúp cho, nè. Nè, nếu quý vị đi theo con đường này, đừng có đi theo con đường thi marathon mà đi đường nhỏ. Quý vị gặp lại để đổi ở cái trạm này thì có thể tiết kiệm được mấy đồng hồ. Được đó, không được. Thế thì chơi bịp rồi. Thôi, như thế thì vi phạm tinh thần thể dục thể thao. Vì một chút tiền thưởng, chúng ta phải chơi như vậy thôi. Một mình cô không đồng ý thôi nha. Chúng ta quyết định thiểu số với một cửa đa số. Các người thấy sao? Chơi bịp. Em cũng vậy, tôi cũng đồng ý luôn. Có nhiều lúc thì chơi bộ phí cũng không có gì quá đáng đâu. Không quá đáng thì chơi. Được. Muốn chơi thì xuất phát ngay. Không cần phải làm như vậy. Cứ ngủ sáng ngày mai dậy sớm đi. Trời ơi lại thất bại rồi. Billy có cách nào nữa không? Ông chủ, nếu chúng ta tấn công bề mặt không được, hay là chúng ta đào bỉa đạo để ăn trộm còn gấu mèo ra thì không còn ai biết. Cách này hay đó, đúng là không ai biết. Nhưng mà ông chủ, kế hoạch này ít ra phải đào tới 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ là trời sáng rồi, thì cũng tốt vậy. Đồ ngốc này, đồ ngốc, dùng đầu óc đi. Mặt trời ra thì coi như là không có trời sáng. Mặt trời không ra, làm sao để mặt trời được ra đây? Gọi máy nhắn tin kêu ông đừng có ra. Đồ khốn kiếp, gọi là không trả lời sao? Chưa gọi làm sao biết không trả lời? Gọi là không trả lời thì ta gọi cho nổ máy. Đến lượt người đào đi. Đến lượt người đào đó, nhớ lên. Đến lượt đi. Trời ơi, đau quá. Thiên cung đó bộ. Trời sáng rồi. Vậy thôi, trời sáng rồi. Mau mau, đi chơi bịp thôi. Trời sáng rồi, đâu xem nào. Mới ngủ thôi mà. Trời còn tối mà. Kỳ lạ, theo cảm giác tôi lẽ ra là phải trời sáng lâu rồi. Thế à, sắp đi kì. Vậy đi, xuất phát. Tôi chấp không mì à? Nè, tôi chấp mãi rồi. Đồ của tôi nhặt xong chưa? Anh tự dọn đi. Anh làm anh hai lười biếng quá vậy. Ăn đồ đi. Phì lỗ à, phải đi gọi anh mập à? Mau ăn cơm đi. Không xin, tôi sâu lý à. Không ăn, cái chuẩn bị gầy đó nha. Phải đó, ăn rồi hẳn coi. Ăn. Ngày thường làm những nghiêm chỉnh như vậy thì ra là cô ta bắt đầu động lòng rồi. Ngọc
Sao? Nói gì đó? Đi đi. Gì đó? Hả? Hậu sinh trẻ làm những công phi phi hành vi. Tôi còn trẻ làm chuyện vô lương sĩ thế. Thật là xấu hổ cho mãi già của chúng ta. Làm nhục người Trung Hoa của chúng ta. Phải đó, lôi đi sửa bắn đi. Thôi đi, các người đi. Mà ăn sáng rồi đi, xuất phát. Ăn sáng mau. Ê, Kim Tử. Cô không ăn sáng. Tôi còn phải cho mấy con gấu mèo ăn trước. Ê. Mấy con gấu mèo. Mấy con gấu mèo của tôi đâu rồi? Ê, lửa cháy rồi nè, mau cứu quả đi. Không phải lửa cháy rồi. Có người đào đường hầm để ăn cắp gấu mèo của tôi, còn không ai đuổi theo. Đừng, ở đây có người đập, mau rồi có này chết đi. Trời sáng quá vậy. Hèn chi trời không sáng, bọn người này che như thế này này. Là bọn người khốn kiếp đó làm đó. Lý Sông, đuổi theo mau. Cuối cùng là lấy được rồi. Ta còn phải sinh con với họ nữa đó. Cái gì? Sao con với gấu? Sao lại có bên nhớ được hồng máu mây quá? Từ từ ngửi được cái mùi mấy con gấu mèo ở bên kia kìa. Đại ca, lấy sao tìm được rồi? Ôi tránh ra. Nhường ra, đừng nhường đường, nhường đường. Tôi nhanh nhất. Tôi nhanh nhất, tôi chạy nhanh nhất mà. Anh mập nhanh lên đi. Tới liền. Chờ tôi với. Tránh ra, cho tôi mà qua đi. Trời ơi, như thế này lộng quá, cái chuyện nào xong, vượt qua đi. Vâng. Quay lại, mới đập mới sao? Tí nữa không ạ? Không nổi, chịu hết nổi rồi. Chịu với tìm người nào cõng tôi. Hay là kia này cho tôi ngồi, đây kia. Mau đi. Kia, chứ tôi xuống trước nha. Thôi mặc kệ anh hả? Anh hai dậy mau đi. Cản đường nữa hả? Tầm cho họ chết đi. Điên trời. Chúng ta đến để bắt gấu mèo đâu phải lấy mạng người ta đâu. Chuyện đó khác gì cũng làm được cái sao? Lùi lại. Nghe lại, tất cả lùi lại. Mau lên. Dừng xe. Đừng để họ đi. Ông chủ làm sao bây giờ? Bọn người này ăn cắp gấu mèo của tôi đó. Vô lý thật. Quốc bảo mà cũng dám ăn cắp hả? Cái đám hòa thượng này, chủ tưởng không uống được phạt. Người nào dám lấy gấu mèo của tôi thì tôi bắn ngay. Để cho các người đây nằm nghỉ đó. Chúng ta có thiết y sao? Chị dù có đỏ giải thưởng có phải cứu được gấu mèo. Phải đó. Không lấy được giải thưởng không sao. Nhưng mà vì 1 triệu bạc mà cái tên liều mạng. Kim Tử là dòng gấu mèo. Điều là ân nhân cứu mạng của mình. Chuyện gì mà anh cũng nói được à? Thật anh phải là con người không? Anh có phải là người chắc lấy con heo sao? Chà, gấu mày rồi. Khoan đã là mượn tránh rồi. Lý Sô, chạy đâu đó? Giả lòng thật bắt chửi. Qua đây giúp một tay, không cần. Ta nói không cần giúp rồi. Anh. Để tôi đưa người về nhà nha. Đừng sợ. Dừng xe.
Này, tụi nó chạy rồi kìa. Thằng mà không có cứu được giống mèo thì mọi người chết hết. Sao còn nói gì nữa, mau đuổi theo, nhanh lên. Anh Mộc, sao bây giờ anh giữ cái gì? Nam nhi vì quốc gia, chúng ta cũng phải giúp một tay chứ. Anh à, đừng có lắc qua lắc lại có được không? Tránh ra, tránh ra. Mau tránh ra đi. Cứ lộn không vậy, lấy xe cái gì đó. Coi chừng nha, ta dở xương đi á. Coi chừng. Nhanh hơn ta nữa hả? Phạt thôi, phạt thôi. Ôi cưng ơi, chúng ta đã gặp nhau rồi, vui mừng quá đi. Mau mau. Tốt quá, tốt quá. Hai bạn, sao cháu lại lấy xô rồi? Kéo lấy ra đi, nhanh lên. Lấy xô, anh đâu? Cái tên cô kiếp kìa, cướp mất con gấu, mau đuổi theo. Chạy nhanh lên, nhanh lên.
吓咁曳噶，你又扭计？再去关佢另一啲啦。唔好玩啦，唔好玩啦，我哋嗰时令到你令到，即系等我哋引诱啲猫。送熊猫到终点站，你快啲走。系啊，我哋嗰时去表演。我等狗命，你哋表演，佢而家就喐到好大，你叫佢狗命嚟拎你啲，快啲，你狗命嚟先，人嚟人嚟。今日最出演嘅。今日，乖乖，今日。唔該，唔該，再見，特別，過嚟。真正，那么真正。这个叫做这个叫老人的哈，有关系的。Come sit up. Facebook của tôi rồi. Hồng Bao, anh không để tôi trúng chứ? No, bị tôi bắt được mà. Các người làm như vậy, chơi một chút cũng được sao? Billy, anh vẫn ở đây. Ôi Billy, tụi bay cũng ở đây hả? Wow, Billy. Đây là thắng gì? Billy, à? À, anh Bao, anh Lê Sĩ Thụ, hôm nay làm một chuyện tốt, cảm giác thế nào?cảm giác chiến thắng và cảm giác có tiền hay thật đó. Vậy chúng ta nên lấy tiền này để đi quyên cho mấy người nghèo đi. Phải quyên 10 đồng, đâu có đâu. Tôi nói là quyên hết 1 triệu luôn đó. Ngốc quá chị, 20 đồng được rồi. Có chút lòng là được rồi. Quyên 100 đi. Này, tương lai có kế hoạch gì? Kế hoạch sinh con. Anh Hoa, giúp quý chị một tay. Nói bậy à? Kim Tử.Em chuẩn bị viết một tiểu thuyết. À được rồi, anh nói được rồi. Tiểu thuyết trinh thám phải không? Không phải. Văn nghệ không phải. Tiểu thuyết tình yêu. Thế à? Chuyện hành chúng ta không nói nghe đâu. Trở lại đây. Nè, có được không? Đã triệu bạc. Nếu mà lấy có một chút kia làm sao mà sống được cuộc đời lại? Anh đi về Nam Phi đi. Người không có thì không có. Về Nam Phi đi mất mặt quá. Vậy hả? Ở đây có nhiều cô lắm, chọn lại một cô đi. Thế chọn cưng được không?